Số 12. Maesland-Schreuding. Khi nói về một hệ thống quản lý nước ở Hà Lan thì hệ thống mà chúng ta không thể không nhắc tới đó chính là Maesland-Schreuding, một công trình kỹ thuật thủy lực được xem như là một kỳ quan của thế giới. Nó nằm ở sông Nieuwegein-Waterlooy, gần ở thành phố Rotterdam. Đây là một trong những rào chắn sóng lớn nhất và tiên tiến nhất được xây dựng trên hành tinh, hoàn thành năm 1997. Cấu trúc của nó rất là kinh ngạc, bao gồm hai cánh cổng khổng lồ có chiều dài tương đương với tháp Eiffel. Khi không sử dụng thì hai cánh cổng này nằm gọn ở bên các bến tàu và nó sẽ cho phép tàu di chuyển và hoạt động hàng hải ở trên sông diễn ra bình thường. Tuy nhiên, khi mà có dự báo về một cơn bão lớn hoặc là sóng biển đe dọa ngập lụt thì hệ thống sẽ tự động kích hoạt và đóng các cánh cổng lại, biến chúng thành một bức tường khổng lồ để ngăn chặn sóng nước biển. Điều đặc biệt là hệ thống này có thể hoàn tất việc đóng cửa chỉ trong 2 giờ đồng hồ, trong khi là một công trình tương tự thì thường mất đến vài ngày để chuẩn bị. Khi được kích hoạt thì cánh cửa sẽ được hạ xuống và trượt ngang trên mặt nước nhờ các phao nổi khổng lồ. Khi tiếp cận điểm nóng thì cánh cổng sẽ chìm xuống đáy sông, tạo thành một bức tường ngăn nước biển tràn vào nội địa. Hệ thống này được điều khiển bởi một hệ thống máy tính phức tạp và theo dõi thời tiết.